Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi. Trời sẽ có mưa thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai tới thứ ba luôn. Mỗi khi đến mùa mưa đó thì ông xã mình cũng như là con gái, cháu ngoại cũng vậy, rất là thích ăn bánh xèo. Hôm nay cháu về thăm nói rằng là ngoại ơi, làm bánh xèo ăn. 6 tuổi thôi nha. Rồi mình nói dễ mà, lúc nào nhà ngoại cũng có bột bánh xèo. Để pha chế cái bột bánh xèo làm sao á cho nó ngon, mình dùng hiệu nào cũng được hết, nhưng cái phần quan trọng để mình pha làm sao mà cho cái bột của mình để lâu ở trong tủ lạnh mình lấy ra vẫn giòn, vẫn ngon, không bị hư. Mình có thể dùng như là coconut milk cũng như là coconut cream, nhưng cái thành phần quan trọng ở trong cái này đó là cái gì? Cái nước ga. Nước ga mình cho vào đó thì sẽ giữ được cái độ giòn rất là lâu. Có cái chai lớn nè cũng như là cái chai nhỏ. Mỗi một bịch như thế này đó, ở ngoài sau công thức người ta đã có chỉ cho mình rồi, sẽ dùng là bao nhiêu nước. Nhưng công thức của mình hôm nay đó, mình chia sẻ cách của mình pha khác hơn ở trong này, không có nhiều lắm ha. Như vậy thì mình sẽ làm được một món ăn cho gia đình. Bột bánh xèo đó, khi mà mình mua về đó, mình cho ra một cái tô, mình cho chút xíu muối vào thôi, đừng có cho nhiều quá. Kế tiếp đó là nước dừa coconut milk cũng như là coconut cream. Mình cho nhiều hay ít, làm sao mà mình trộn một cái bịch bột chỉ khoảng là 4 cấp nước mà thôi. Có nghĩa là mình cứ dùng một cái cấp như thế này. Mình cần một cái quậy, mình cho vào đúng là 4 cấp. Như vậy là được rồi. Thí dụ như cái cấp này á, thì là 4 cấp nè, thấy không? Mình cứ cho nước dừa, nước ga, rồi cho bột. Còn lại bao nhiêu thì mình cho nước. Mình không phải dùng hết 100% nước ga ha. Mình chỉ dùng một phần thôi. Thí dụ là một cấp nước ga, một cấp nước dừa coconut milk hoặc coconut cream. Như vậy mình còn lại hai cấp thì mình sẽ dùng là nước lạnh. Như vậy là cái pha bột của mình đủ rồi. Khi mà mình đã pha bột rồi đó, mình sẽ để ở ngoài ít nhất là 6 tiếng cho tới 8 tiếng nha. Hoặc là tối mình đi ngủ đó, mình pha, mình để ở ngoài. Còn nếu không á, mình pha, mình để tủ lạnh 2-3 ngày sau, bảo đảm bột bánh xèo của mình rất là ngon, không có bị hư. Nếu như mà mình không có thích ăn coconut milk hay là coconut cream thì đừng cho vào. Nhưng khi mình đã cho vào rồi á, thì mình phải ăn hết. Bởi vì cái này nè, nó dễ làm cho cái bột của mình bị thiêu. Phần kế tiếp, khi mà mình mở cái gói bột ra, ở trong này đã có bột nghệ rồi. Khi mà mình quậy lên á, mà mình thấy cái màu nó chưa có đẹp lắm á, thì mình cho chút xíu bột nghệ vào nữa. Quậy, hành lá mình cho vào. Đơn giản vậy thôi thì mình đã có một cái thao bột để cho gia đình ăn. Thêm một cái phần quan trọng ở đây đó là cái gì? Khi mà mình pha bột xong rồi đó, mình để cho bột nó nghỉ, đúng không? Thì cái bột nó sẽ lắng xuống, rồi cái nước sẽ nằm ở lên. Ở trên, cái nước sẽ nằm ở trên. Mình lấy cái nước này nè, mình đổ ra một cái cup. Mình coi thử cái nước mà mình đổ ra là bao nhiêu. Thì mình sẽ cho vào, đó là nước ấm. Nước ấm nha, mình quậy. Như vậy là cái bột của mình bảo đảm á hả. Làm thế nào làm, không muốn nó giòn nó cũng sẽ giòn. Bột mà ấm đó, thì mình đổ bánh xèo rất là ngon. Rồi bây giờ mình pha như thế nào mình sẽ cho mọi người thấy cách pha chế của mình. Đơn giản lắm. Mình cắt cái gói bột ra cho vào trong một cái tô cũng như là một cái thau. Thì ở trong này nè, có cái gói nhỏ ha. Đây, cái này đó là bột nghệ. Mình cắt nó ra, mình cho vào luôn nha. Đó, như thế này. Thường thì mình không có cho thêm bột nghệ vào. Nếu mà mình muốn cái màu nó đậm hơn chút xíu thì mình cho vào ha. Nhưng mà trước nhất là mình phải quậy đi, rồi mình cho bột nghỉ. Khi mà mình thấy cái bột nó nghỉ, mình sắp sửa đổ bánh xèo như là bánh khọt rồi đó, mà mình thấy cái màu nó chưa có đẹp đó, thì lúc bây giờ mình sẽ cho thêm vào ha. Rồi mình đổ trộn hết như thế này cho nó đều trước cái đã. Để một lát mình cho nước vào á, nó tan lẹ lắm. Rồi ở trong này mình sẽ cho chút xíu muối. Khi mà mình cho muối vào đó, thường ở nhà mình ăn là muối hồng ha, đừng có cho nhiều quá nha. Khoảng chút xíu thôi là được rồi. Khi mà mình đã quậy hết với nhau cho nó đều rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái nước sparkling ha. Mình cho vào đây là một cấp hoặc là hai cấp nha. Đó, mình cứ cho vào như thế này.
Rồi, mình dùng một cắp ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái nước dừa vào luôn, một cắp luôn. Thì cái số mà một cắp nó sẽ lên là hai cắp đúng không? Đó, nó sẽ lên là hai cắp. Rồi, bây giờ mình cho vào đây thêm là nước thì nó sẽ lên là 4 cắp. Và bây giờ mình sẽ cho nước vào đây cho đủ 4 cắp bằng là 900 ml. Đó, mình cứ đổ vào từ từ như thế này. Như vậy là mình đã được 4 cắp rồi, đúng hay không? Rồi, mình cứ quậy đều nó lên như thế này nè. Mình cho tất cả nó đều với nhau. Khi mà mình cho vào bột á, mình quậy nó cũng dễ hết ha. Đó, mình cứ cho xuống từ từ như thế này nè. Đó. Khi mà mình dùng cắp đó, mình pha bột của mình á dễ hơn hay là chén dễ hơn? Đối với mình á, cắp hay chén gì cũng được hết. Khi mà mình đã cho vào bột mình quậy rồi đó, thì thời gian mình phải để cho bột nó nghỉ. Rồi mình mới thấy rằng là cái bột này nó có đặc quá hay không. Thì mình sẽ cho thêm nước vào. Từ từ, mình đừng có vội làm mình thấy ơ sao cái này nó hơi đặc rồi mình cho nước nữa nha, bởi vì thời gian á bột cần phải nghỉ đó. Thường là mình làm bột á mình làm buổi tối rồi cái để qua ngày sau mình ăn thì cái bột phải nói rất là ngon luôn. Này thì mình cứ quậy như thế này. Rất là đơn giản ha. Làm bánh xèo hay là bánh khọt á, mình thấy công thức không có khó. Hồi xưa đó là ai cũng phải ngâm gạo rồi xay đúng không? Còn bây giờ mình sống ở nước ngoài nè, ở đâu cũng vậy, Việt Nam bây giờ cũng vậy, tất cả là bột hết ha. Đó, mình cứ lấy cái cây rau đũa cây nè, mình quậy cho nó đều ha. Khi mà mình đã quậy xong rồi đó thì mình dùng cái đồ quậy bột nè, đó mình quậy nó ra, mình đánh nó ra thì nó nhanh hơn ha. Đó, cứ như thế này rất là thơm nha. Đó, cái màu bây giờ đó là mình thấy nó đẹp rồi. Hành lá mình cho vào, đơn giản lắm, không có khó ha. Đây, một món ăn phải nói rằng rất là nhanh luôn. Rồi mình phải để cho bột nghỉ nha. Trước khi mình đổ bột, mình phải để cho bột nghỉ. Trước khi mà mình đổ bánh xèo đó, mình lấy cái giá mình múc lên ha. Mình coi cái bột của mình nó hơi đặc đó, mình cho nước ấm vào chút xíu thôi ha, khoảng đâu là nửa cắp, để cho cái bột nó lỏng hơn một chút xíu. Khi mà mình đổ đó thì cái bánh mình sẽ rất là giòn. Như vậy là đã được rồi. Khi mà mình đã khui ra một cái chai nước để mà mình pha vô trong cái tô bột của mình. Vậy thì cái chai nước này mình làm cái gì? Nhiều cách để cho mình làm lắm, nhưng hôm nay mình chia sẻ một cái thành phần đơn giản thôi. Chỉ cần lấy một cái ly, cho một cái chồng đỏ trứng gà vào. Chồng đỏ thôi nha, còn chồng trắng thì mình bỏ đi ha. Bởi vì đã có cái soda rồi. Khi mà mình dùng trứng gà đó là phải là trứng gà nâu nha, chứ không có dùng trứng gà trắng được đâu. Và mình cố gắng lấy hết chồng trắng ra ha. Đó, như thế này. Đơn giản quá, cho vào trong cái ly. Rồi, mình cho vào đây luôn đó là soda. Mình cho vào luôn là sparkling ha, cho vào. Đây, nó sẽ làm cho trứng gà của mình chín ha. Rồi, bây giờ kế tiếp là mình sẽ cho vào đây đó là sữa đặc, quậy lên thôi rồi cho đá vào, đơn giản quá phải không? Ồ, như thế này nè. Trời ơi, mỗi khi mà mình có những cái món ăn mà nhanh gọn lẹ đó là cháu ngoại mình cũng thích có cái món này lắm. Rồi, mình cứ quậy lên như thế này ha, rồi mình cho đá vào. Trời ơi, đi ra nhà hàng đó, một cái ly như vậy á, là 7 đồng nha. Đó, như vậy là đã có soda, sữa hột gà rồi, đúng không? Bỏ cái này qua, còn một món nữa, đó là cái gì? Khi mà mình đã khui cái nước dừa coconut meal thì mình để thì nó sẽ bị hư, cho nên mình phải nấu những món ăn gì cho những ngày kế tiếp. Một món ăn nhanh, gọn và lẹ đó là bánh bò nướng. Bột năng, coconut meal, đường, trứng gà, quậy hết cho vào cái lò nướng. Mình cũng đã chia sẻ qua là cách làm bánh bò nướng như thế nào rồi. Có một bạn hỏi rằng là bánh bò nướng đó nếu mà làm thốt nốt thì mình làm như thế nào? Cũng đơn giản lắm. Nếu như mà mình làm cái đường cát đó thì mình không cần nấu cái gì hết. Đó là những cái video mà mình đã chia sẻ qua. Nhưng nếu mà mình dùng đường thốt nốt, bắt buộc mình phải nấu. Thí dụ ha, mình đi ra chợ mua một viên đường thốt nốt. Một cái viên đó là 17.6.
mình chỉ dùng phân nửa, mình cho vào cái nồi 200 ml, mình nấu lửa riu riu cho nó tan, để cho thật là nguội, rồi là mình làm bánh bò nướng đường thốt nốt. Cái phần quan trọng ở đây là cái gì? Đường thốt nốt khi mà mình đã làm bánh bò nướng á, cái đường nó sệt hơn nha. Cho nên khi mà cái bột mà mình đổ đó, có lẽ là nhiều khi nó không có cho mình đủ cái chiều cao để thấy rõ ràng cái rễ tre. Có rễ tre nhưng mà mình sẽ không thấy nó giống như là mình dùng cái đường cát, đơn giản vậy thôi đó. Cho nên những món ăn mà mình làm cho gia đình của mình, nếu như mình còn dư cái gì phân nữa thì mình hãy dùng đi, đừng để qua một bên rồi bỏ đi thì rất là uổng. Vỏ trứng gà mình đem ra sau vườn của mình đó để mình trồng cây, hôm nào rồi mình chia sẻ nói về cái vỏ trứng gà này có tốt hay không. Không phải là chỉ là vỏ trứng gà đâu nha, vỏ cua, vỏ tôm, vỏ sò, đặc biệt là mùa hè mình hay ăn những món ăn như là sò nghêu này kia đó, mình nướng đó, đừng có bỏ đi ha, hôm khác là mình chia sẻ. Rồi nói đến tép, đây là một loại tép mà mình mua ở các chợ Việt Nam đều có ở trong tủ đá. Có chợ thì người ta để những cái tủ đá nằm, có chợ thì để những cái tủ cá cao. Cái này là mình có thể làm bánh xèo cũng như là bánh khọt. Một cái bịch như vậy mình mua là 4 đồng 99, để rằng là tép bạc bánh xèo, trước á là bánh xèo, sau lưng á là bánh khọt, rất là ngon. Mình chỉ cần cắt ra mình cho vào trong cái thau nước lạnh, mình cho vào chút xíu là tan đá, như vậy là mình đã làm được một món bánh khọt cũng như bánh xèo. Còn thịt thì tùy theo gia đình ha, thịt ba rọi thì mình có thể dùng bất cứ loại thịt nào. Nói về thịt á thì mình lúc nào cũng sẽ luộc rồi mình mới đổ bánh xèo, cách nào cũng được hết, cách nào mình làm cũng thấy ngon hết, nhưng làm sao để cho cái bột của mình nó giòn thì đây là cái cách mà mình đã chia sẻ. Một lát nữa mình sẽ làm bánh khọt bánh xèo cho cô chú anh chị và các bạn xem ngon như thế nào nha. Mình đã mua những cái khuôn bánh khọt ở bên Việt Nam đó, 4 cái luôn, cho nên hôm nay sẽ đổ bánh khọt với lại bánh xèo. Ăn rau cũng như là nước mắm thì ai cũng biết làm rồi ha, cho nên đó là đơn giản vô cùng. Mỗi khi mà con của mình về đó thì lúc nào mình cũng thích nấu ăn hết á. Tại sao? Bởi vì con thường đi ăn ở ngoài nè, hoặc là nấu những món ăn nào mà đơn giản thôi cũng đã chỉ cho con rất rất là nhiều món. Từ khi mà mình làm YouTube, thật lòng nói ha, nhiều khi con nó muốn nấu món gì đó cho mình, nói con lên trên YouTube của mom đó, cái số đó đó thì con mở ra con xem, rồi là con vừa mở ra xem má nói chuyện, rồi vừa coi má chỉ dẫn nấu như thế nào, rồi là chia sẻ với bạn bè. Bây giờ bạn bè của con gái mình cũng vậy nữa, cứ lên coi cái YouTube nè, chỉ những món ăn đơn giản không có khó. Ai cũng nói là hồi xưa không biết nấu ăn á, món nào cũng thấy khó hết, bây giờ hả muốn nấu ăn á không có còn khó nữa, bởi vì cách mình chỉ rất là quá đơn giản cho mấy đứa nhỏ nó làm, rồi nó bỏ tủ đá khi nào ăn thì lấy ra. Cũng như nói đến đi chợ cũng vậy đó, mấy đứa nhỏ cũng đi chợ Quy ở San Jose mà lại không có thời gian đi chợ, bận rộn với con cái rồi cũng mua trên mạng rồi gửi về nhà. Đó là những cách mà gọi là, đó là cái cuộc sống của các con nhỏ của mình, cũng như cháu cũng vậy đó. Những món ăn mà bỏ trong tủ đá chỉ cần lấy ra thôi là đã có ăn rồi. Ăn của ba má cũng đơn giản, và chỉ cho các em làm được thì mấy mốt các em đi ra ngoài sống đó, sau này các em đi ra ngoài đó thì các em cũng biết được là những món ăn nào mình có thể mua bỏ vào tủ đá, tự lập có cuộc sống. Bạn bè của mình nhiều lắm, con 18 tuổi á là đã muốn đi học xa rồi, không có muốn học gần gần. Có hai cái điều mình muốn nói đây, không có muốn ở chung với gia đình nữa, muốn ra ngoài ở tự lập. Rồi có những đứa hả đi ra ngoài thấy khổ quá thôi quỳnh về trở lại với gia đình. Còn con của mình hồi xưa tới bây giờ đó, cái ra với đi vào đó, nó bình thường lắm ha. Nhưng mà có những lúc mình lớn tuổi nè, mình cũng cần có cái sự yên tĩnh ha, lâu lâu về thăm, đừng có về mỗi ngày thôi không chịu nổi đâu. Nấu ăn cũng vậy, hôm nay là làm một món bánh xèo có cực hay không, lúc nào con cũng hỏi vậy nè, mom làm bánh xèo có cực hay không, mình hỏi con ăn có ngon không, ngon, vậy thì mom làm không bao giờ thấy cực. Đó là cái mà giữa mẹ con với nhau, cũng như ông xã mình cũng vậy, cháu ngoại cũng vậy đó. Cho nên khi mà mình nấu ăn đó mà có ai đó ăn á thì cái đó là cái niềm vui của mình, hay gọi là cái phước của mình. Tại vì mình nấu mà có người ăn còn hơn là mình nấu mà không có ai ăn hết. Rồi cái mình cũng không muốn nấu ăn, cứ ăn mì gói, ăn bánh mì, ăn này kia thì phải nói rằng là buồn lắm ha. Đó là cái câu nói mà của một chị đã viết cho mình. Hồng ơi, nếu mà còn nấu ăn được, có người nào đó ăn
thì cái đó là cái niềm vui của chị đó. Nhưng mà thật sự ra chị nấu á, không có người ăn đâu, chị cũng không có muốn nấu, nhưng mà thôi, thấy Hồng nấu chị ăn chung trong cái màn ảnh cũng vui lắm rồi. Mình nghe những câu nói đó đó, mình muốn rơi nước mắt luôn đó cô chú. Thật sự là như vậy, trong cuộc sống của mọi người chúng ta ai cũng có một cái gì đó, nhưng mà mình mong làm sao khi đến cái tuổi già mình đó, có con có cháu về thăm mình. Còn nếu như không có về thăm mình được mà mình đi được thì mình cũng nên đi, hoặc là con không gọi mình thì mình gọi con, chứ mình đừng có nghĩ rằng là mình là ba là mẹ, con nó phải gọi cho mình đó. Mình sống ở Mỹ rồi, mình qua Mỹ lúc mình còn nhỏ, cô chú anh chị cũng vậy, qua Mỹ năm mấy chục tuổi, cuộc đời của ai cũng vậy hết á, đã trải qua rồi. Cho nên nhiều lúc mình ngồi mình suy nghĩ là mình cũng hiểu được cái cuộc sống này đó, là cái cuộc sống không phải là khó khăn, mà cái khó là tại vì mình tạo ra cái sự khó khăn cho mình mà thôi đó. Cho nên bây giờ mình đã làm xong hết nè ha. Cháu ngoại thích ăn donut, bà ngoại cho ăn donut đây, đi mua donut. Muốn bánh tiêu thì cũng có bánh tiêu, nhưng mà bánh tiêu là mình không có làm nha, mình mua đây, đơn giản lắm. Mình thích làm những cái món bánh gì mình cứ làm sẵn đi, cho vào tủ đá, khi càng mình lấy ra mình nướng, cái lò bật lên 350 độ F, nướng 1 tiếng thì đã có bánh ăn rồi. Còn không hả, cứ nướng đi, cho vào tủ đá luôn, lấy ra chỉ cần hâm nóng lại thôi, bánh patisserie rất là ngon, đơn giản. Mua bột mình cũng đã chia sẻ là mua ở chợ Mỹ cũng như là các chợ Walmart nè, đều có bán hết ha, ngon lắm. Bây giờ mình để qua bên này cho cháu ngoại mình về cũng như con gái về ăn nè. Cũng như đây là giò cháu quẩy nè ha, mình mua ở những cái chỗ mà người ta bán bánh mì sandwich đó. Cứ mình lấy một cái hai cái cho vào cái bịch như thế này, rồi mình cột trong cái bịch ni lông cho vào tủ đá, chỉ cần lấy ra thôi, cái air fry 375 cho vào đó luôn. Như vậy là đã có những cái món mà mình không cần phải làm, bởi vì một mình làm á, thì ăn nó có hết. Chiên rất là cực, dễ làm, dễ lắm. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình làm nhiều quá ăn không hết. Cho nên có những lúc mình làm cái gì mà mình có thể ăn thời gian lâu thì mình làm, còn cái gì mà mình thấy ôi thôi mình đi mua đi thì cũng là ngon ha. Đó, bây giờ cái lò nó kêu nó, mình cho vào. Thì mình để là 375 độ F, nó preheat rồi đó, thì mình cho bánh vào. Nhưng khi mình đã cho vào rồi đó ha, là mình tắt lửa, không có dặn lửa tắt lửa, bởi vì nó còn cái hơi nóng nó sẽ giúp cho cái bánh của mình giòn, chứ mình không có nướng lại nha. Một ngày mình có thể nấu được bao nhiêu món? Hồi xưa đó ha, mỗi lần mà có tiệc tùng bạn bè tới nhà, mình có thể nấu tới 10 món luôn. Mình quay rất là nhanh, sắp xếp hết rồi món này xong qua cái món kia, mà cái nhà bếp của mình nó hả, khách mà đến nhà là không bao giờ nghĩ là mình đã nấu ăn rồi, bởi vì cái tánh của mình á, khi mà khách đến nhà là không có nấu nữa ha, chỉ là ngồi xuống ăn. Mà khách đi về rồi đó là cái bếp của mình cũng sạch rồi, mình đi ngủ luôn, chứ không phải mà khách đến nhà khách ăn là mình còn nấu, rồi cái khách đi về bắt đầu mình dẹp tiếp, kiểu đó là không bao giờ chịu nổi, bởi vì cái tánh của mình á, làm tới đâu thì dọn tới đó. Thí dụ mình làm một món xào hay một món chiên, cái món nào mình cần làm trước thì mình làm, xào là mình xào trước đi, rồi sau đó mình rửa cái chảo rồi mình chiên, đúng không? Nếu mà mình dùng những cái món ăn mà mình dùng dầu nhiều quá, ví dụ như mình chiên tôm, chiên chả giò, là cái món đó là món cuối cùng, bởi vì mình đã dùng cái chảo đó rồi đó, thì là cái chảo dầu rồi, mình làm sao với cái dầu đó đây? Mình phải để cho dầu thật là nguội, rồi cho vào một cái hũ, rồi mình cột cho thật là kỹ, rồi mình đợi cho dầu nó nguội rồi mới bỏ vào một cái hũ, bỏ vào cái bịch, rồi mình mới đi cột lại, mình cho ra thùng rác. Còn nếu không á, mình phải rất là nhiều chảo, đúng không? Rồi rất là nhiều nồi. Cho nên đặc biệt của mình nó là cái gì? Nấu ăn không có cần nồi niêu xoong chảo nhiều đâu. Chén bát cũng vậy đó, không có nhiều ha. Hồi xưa còn trẻ đó, nhiều lắm. Cho hết rồi, cho hết rồi. Nhà mình là có 8 người, cái người thứ 9 là không có để ăn, thành ra cái người kia phải chịu đợi cái người này xong đi rõ rồi mới lấy là chén dĩa ra để cho cái người kế tiếp đó. Cho nên tại sao phải như vậy? Bởi vì nhà mình chỉ có 2 vợ chồng thôi, con lâu lâu nó mới về, còn bạn bè thì thật sự chỉ có 2 vợ chồng anh chị mình với lại anh Đông đó. Cuối tuần ví dụ như là thứ sáu hoặc là thứ bảy nè, hôm nay đó là ngày thứ sáu ha, một lát mình mới viết cái text message ra. Trong cái text message của mình để là hôm nay là restaurant open, dùng cái chữ restaurant tại vì mấy người nói là mình nấu ăn ngon đó, cho nên đặt cho mình cái tên là restaurant đó. Cho nên những món ăn đơn giản nhanh gọn lẹ, thí dụ ha, bánh patisserie này này quá là ngon hả cô chú ha. Thường mình ăn bánh patisserie đó là phải có tương ớt nha,
mở ra xịt vào, trời ơi ăn một lần là mấy cái đó, vô phải một cái đầu. Đây, những cái bánh nhỏ hay lớn thì tùy mình ha. Rồi thêm một cái thành phần nữa là bánh ướt. Bánh ướt mình mua hôm qua mình đi San Jose, mình mua chả lụa đó. Rồi mình cắt bánh ướt, rồi nước mắm người ta cho nè, mình ăn có cần giá không, có cần có rau quế không? Không, đơn giản đi ha. Mình ăn một mình mà mình mua rau nhiều quá mà ăn không hết thì nó uổng lắm. Đó là một cũng là một cái thí dụ. Chả lụa mình mua mình bỏ tủ đá đó, có ngon hay không? Nó không giống như là lúc mình mới mua về, nhưng ít gì mình ở xa mình cũng mua được những cái mà mình có thể bỏ vào tủ đá. Nhưng trước khi ăn á mình phải lấy để ở ngoài cho nó tan đá rồi mình mới ăn ha. Hôm nay là ngày thứ sáu, nhà mình sẽ có khách. Đó là ai? Cháu ngoại, con gái, con rể nó về. Vậy thôi à, chứ không có ai hết. Rồi cái chén bát mình dọn ra sẵn nè, ăn là lấy thôi, chứ không có cần phải lại cái tủ kiếm cái chén để đâu, cái muỗng để đâu, đôi đũa để đâu, sắp xếp là hết. Đó, cháu ngoại đứng ở bên này nè. Cho cô chú. Chào cô chú, nói lớn lớn lên, qua đây nè. Cho cô chú. Đó, nghe không? Mẹ không có cho lên YouTube nhiều, lâu lâu á cho chút xíu thôi. Đó, rồi chén bát tất cả đã sẵn sàng rồi, bây giờ ai về tới là ăn. Đơn giản vô cùng. Đó là cuộc sống của mình khi mà mình về hưu đó, không có nấu nướng nhiều như ngày xưa nữa. Nhưng mà nếu con về, mình sẽ hỏi là hôm nay thích ăn cái gì, làm món đó. Không có hả, chạy đi mua. Chợ Mỹ ở đây cái gì cũng có hết, nấu nhanh lắm. Chỉ có là nấu súp á, nấu những như là bún bò Huế hay này kia đó là mình không có thể nấu liền được, bởi vì mình phải ngâm xương rất là lâu. Ê, giò cho quẩy rất là giòn luôn, giòn đó, ngon rụm rụm nè ha. Đó, mình để sẵn rồi, cháu ngoại nhỏ về là ăn liền. Bây giờ cháu ngoại lớn á, đòi ăn bánh ướt, cho nên mình phải lấy bánh ướt ra rồi mình cắt chả lụa. Cháu sẽ ăn một món đơn giản. Cháu ngoại thích ăn bánh ướt cho nên bà ngoại đã mua ngày hôm qua rồi. Một cái dĩa bánh ướt như vậy đó người ta bán là 7 đồng, hoặc là mình cũng có thể mua nhiều hơn ha. Đó, mình chỉ cắt ra vậy thôi nè. Đó, mình gỡ ra. Khi mà mình cho vào cái microwave đó, mình đừng có hâm nóng quá, chừng 1 giây thôi ha, là cái bánh nó đã ngon rồi. Cái gì cũng vậy, khi mà mình mua về ăn liền á thì nó sẽ ngon hơn, còn mình để vào tủ lạnh á mình lấy ra thì nó không có ngon bằng đâu. Cho nên mỗi khi mình nhà thích ăn bánh ướt á là mua về ăn liền. Đó, rồi cái mình cứ như vậy. Rồi bây giờ mình cắt chả lụa. Để có cái rổ rau mà nó ngon nó ráo đó thì mình có một cái như thế này nè, để mà mình quay, nó gọi là spinning vegetable ha. Mình bỏ vô rồi cái mình đậy cái này lại, cái mình đè xuống đó, rồi là mình cứ để như vậy chút xíu nó ngừng, là mình lấy ra mình sẽ có những cái salad như thế này nè, rất là ráo ha. Đó, nhà mình nó hôm nay á, con về, cháu về, rồi có thêm con chó nữa, cho nên cái video này quay có nghe cô chú anh chị các bạn sẽ nghe được cái tiếng ồn ha. Rồi vậy là mình lấy ra cũng được rồi. Đó, nó ngừng lại rồi, mình lấy salad ra, đơn giản lắm. Hoặc là mình cũng có thể này rửa nè, strawberry, blueberry, rồi có cái thố nè ha. Mình lấy cái này ra mình đựng salad đó, mình cứ để vậy nè, mình cho vào tủ lạnh thì giữ rất là lâu, hoặc là mình cho luôn cái này vô vậy nè. Đó, nhưng mà khi mà mình bỏ vào trong cái tủ mình dẹp đó thì mình lật ngược cái này lại cũng được ha, hoặc là mình để xuống như vậy nè ha, mình đè xuống là cái mình đẩy cái này qua thì nó sẽ giữ được cái này cho mình, nó không có cao thì nó không bị chín chỗ ha, đơn giản vậy thôi. Đây, giờ mình lấy ra cho mọi người xem đó, quá là đơn giản luôn, rất là thích nha. Rồi như vậy là mình có được một cái thau xà lách để riêng, còn rau sống á, thì mình để riêng. Nó cho nên khi mà ăn một món bánh xèo hay bánh khọt phải nói là rau rất là nhiều. Đó, hôm nay con gái đi làm về có meeting cho nên nó ồn ồn hết cô chú ha. Rồi làm tiếp, làm cho hết cái rổ rau. Rồi rau sống mình cho vô luôn vậy nè. Rồi cái mình giống như vậy luôn. Hôm nay em xã đi làm về sớm, lo cho chó uống nước, cho đồ ăn nè, rất là ráo luôn á, ráo thiệt là ráo ha. Đây, rau mà mình muốn ăn để cho nó lâu á là mình đừng có ngắt lá ra nha, mình cứ rửa sạch sạch để nguyên cọng vậy nè thì nó giữ được lâu, còn nếu mà mình ngắt lá đó hả là thôi á, nó mau hư lắm. Nó cứ vậy mình làm cho hết rổ rau. Bây giờ thì rau cũng rẻ rồi, nó
Cho nên nếu mà mình trồng rau ở nhà thì dĩ nhiên ha, mình rau nhà mình ăn thì nó ngon hơn, nó thơm hơn. Mình phải ngắt những cái lá nhỏ, chứ đừng để nó già quá thì không có ngon. Khi cái vỏ bánh xèo đã được bung lên như thế này, mình trước khi mình lấy bánh xèo ra là phải tắt lửa, bởi vì mình không có muốn mình bị cái tay bị nóng quá. Rồi cái bánh quá là hấp dẫn luôn. Rồi như vậy là mình sẽ lấy cái bánh ra. Đây. Bánh khọt, cái khuôn này mình mua ở bên Việt Nam, có hai cách để cho mình làm, một là có nhân, hai là không có nhân. Thì mình chỉ cần đổ phân nữa, rồi mình cho tôm, rồi cho bột lên tiếp. Nhưng bởi vì cháu ngoại mình thích ăn bột giòn nhiều cho nên cái bánh này không có tôm. Rồi mình cứ lăn như vậy thì cái vòng quanh của cái bánh khọt có cái vòng bột không thì nó rất là giòn luôn. Đây là cách thức mà gia đình mình ăn nha. Còn nếu như mà các bạn có làm đó mà muốn chỉ có cái vòng bánh khọt ở trong thì mình không cần phải cho cái bột nó lan ra ngoài. Để có một cái bánh khọt ăn á, thì mình có thể đổ một cái bánh tròn. Nhưng nếu mà mình muốn cho nó giòn, vòng ngoài thì mình gọi là đổ dành để cho nó giòn nhiều hơn. Và khi mà bánh được là mình sẽ lấy lên nguyên một dĩa như thế này nè. Đó, đơn giản vậy thôi. Today is a rainy day. My grandma suggested we make bánh xèo. Every rainy day we make bánh xèo. Well, not actually every day, because at least one day we'll make bánh xèo. Like for example, this week it's raining all day, so we're just gonna do it today. So, Bawai made bánh xèo, and it looks really good. I've been eating lots, so I'm gonna try one. It's my chopsticks, and I pick it up. Ngon không? Dạ, ngon quá. Ngon quá. Rồi, ăn bánh xèo đi, ôm bánh khọt đi. Bánh khọt, ăn bánh khọt rồi. Dạ. Có giòn không? Giòn không? Giòn không? Ngon. Giòn không? Dạ. Giòn hả? Oh. Wow, quê xì thích không? Dạ. Rồi, giờ quê xì thế ăn. Cầm tay cũng được nữa. Để ăn đi. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Rồi bây giờ ngoài coi bánh xèo nha. Khi mà mình đổ bánh xèo dạ, là cái vỏ nó phải là mỏng như vậy nè thì mới ngon. Trời thì mưa lớn, bánh xèo thì cũng đã xong rồi. Bây giờ cả nhà sẽ ăn bánh xèo cũng như là bánh khọt.
Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn thương mến ủng hộ xem video của Hồng mỗi ngày. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Nếu như có vô tình xem được cái video của Hồng, xin cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc và hồi âm. Cảm ơn rất nhiều. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Xin hẹn lại video kỳ sau.